Xin chào mọi người, mình tên là Thùy Minh. Hiện tại mình đang là Chief Content Officer, tạm dịch theo tiếng Việt là Giám đốc nội dung của Vietcetera Media. Trong công việc, thực ra nếu mà chúng ta chọn những cái từ ngữ để miêu tả mình ấy, thì có rất là nhiều đúng không? Chúng ta có cả một cái bộ từ điển để chúng ta có thể miêu tả bản thân. Nhưng mà trong công việc thì mình có thể nói rằng cái việc đầu tiên là mình là người đa nhiệm, tức là mình làm rất là nhiều các cái nhiệm vụ khác nhau, các kỹ năng khác nhau. Chính vì để mà đa nhiệm được thì mình là người rất là linh hoạt, mình có thể di chuyển giữa các cái kỹ năng khác nhau. Nhưng mà nếu mà linh hoạt không ấy, thì đâu là cái mà giữ cho mình đâu vào đó? Thì đấy là kế hoạch, tức là lúc nào cũng phải có một kế hoạch rất là kỹ lưỡng cho từng cái sự linh hoạt của mình để mà có thể đa nhiệm. Đúng, thì mình là người rất là mê công việc. Nếu mà là một cái công việc khác thì liệu mình có mê được như vậy không? Công việc của mình là công việc đòi hỏi nhiều các cái khâu khác nhau để ra một cái sản phẩm cuối cùng. Công việc của mình cũng đòi hỏi phải làm việc với rất là nhiều người khác nhau để ra được cái sản phẩm cuối cùng. Và một cái điều nữa của công việc này, công việc có rất là nhiều những cái đáp án khác nhau, những cách giải quyết khác nhau. Thì mình thấy cái công việc của mình có rất là nhiều thứ, nó như một cái sân chơi và lúc nào mình cũng như một đứa trẻ. Mình thấy có bao nhiêu thứ mà mình có thể chơi, mình có thể lao vào. Mọi người hay trêu là cung thiên bình, tức là trọng hình thức lẫn nội dung. Đấy, nên là mình muốn những cái sản phẩm của mình nó luôn phải vừa đẹp mà vừa hay. Khi bạn làm truyền thông thì bạn luôn phải hợp thời, nhưng bạn cũng phải biết tiến về phía trước. Bạn phải luôn ở đó trước rồi công chúng mới đến. Cho nên là mình cũng mong là những cái sản phẩm của mình, ngoài cái chuyện hay và đẹp, thì nó nên đi trước. Nếu mà mình mới vào nghề, chắc là mình sẽ nghĩ cái từ nguyện ý này nó là một cái đỉnh cao trong nghề, hay là những lúc nó trôi chảy. Thế nhưng mà chính vì mình cũng đã làm nghề rất là lâu, mình hiểu được rằng là công việc thì không bao giờ có một đáp án, không bao giờ có một khung cảnh cho nó hết. Nó sẽ luôn là hoặc là A hoặc là B, thậm chí là C là D và đến tận Z đó. Thì nguyện ý của Thùy Minh hay là cái sự hài lòng trong công việc của Thùy Minh, nó là mình đang được làm việc và đang được sống, hơn là lúc nào cũng phải trôi chảy, lúc nào cũng phải tốt. Kể cả có những cái lúc mà nó không được tốt lắm, nó sẽ có những cái lúc mà mình thất vọng, thì cái thái độ sống của mình nó sẽ quyết định. Nếu mà mình trục trặc và mình thấy là ok, mình sẽ dùng cái trục trặc này để mình coi như một cái bài toán khó mình phải giải đi. Đấy, thì cái sự nguyện ý là những cái lúc mà thấy khó mà giải được. Cái sức khỏe tinh thần trong cái thời giãn cách nó rất là căng, mình cũng như vậy. Đấy là cái sự bỡ ngỡ khi mình quay lại với cái môi trường mới, gặp những cái người mới hoặc là cái đối tác mới, những cái môi tất cả mọi thứ nó đã thay đổi, thì mọi thứ nó đều diễn trong đây. Nếu mà gọi là có lời khuyên thì nó đơn giản lắm, hãy nghĩ cách giải quyết nó ở đây trước, hãy giữ cho mình một cái tinh thần thật là tốt và biết rằng là mọi sự thay đổi cũng là một cơ hội. Thì mình cũng phát hiện ra là trong cái quá trình mà họp online ấy, nếu mà không có cái thiết bị tốt ấy, rất là hay trục trặc, và bản thân cái việc làm online nó sẽ còn kéo dài nữa chứ không đợi là đến hết cái bình thường mới này. Mình nghĩ là một cái điều kiện tiên quyết để mà có thể làm việc online thì mình phải có những công cụ hỗ trợ thật là tốt để mình có thể làm công việc mình thật là trơn tru. Vì họp online thường xuyên nên mình có chuẩn bị chiếc camera hội nghị Cam 130 Compact 4K của Aver để có thể xuất hiện với hình ảnh chỉn chu và chuyên nghiệp khi mở webcam. Chiếc camera này được thiết kế nhỏ gọn và linh hoạt nên nó dễ dàng gắn lên đầu màn hình 13 inch, có thể sử dụng cho mọi loại máy. Đôi khi không họp bằng máy của mình mà họp bằng máy của các bạn nhân viên thì vẫn yên tâm để lắp đặt. Bên cạnh ưu điểm về thiết kế, nó còn làm gọn bàn làm việc khi vừa loại bỏ các vòng sáng và khối đèn cồng kềnh, vừa cho phép lượng ánh sáng chuyên nghiệp hoàn hảo chiếu sáng không gian làm việc. Nhờ tính năng này mà mình luôn tự tin mở webcam dù đang ngồi ở bất kỳ không gian nào. Một ưu điểm khác của chiếc camera này là tự động theo dõi và đóng khung người tham dự dù mình đang đeo khẩu trang. Tính năng này rất hữu ích vì khi phòng họp có nhiều người thì mọi người đều phải đeo khẩu trang, nên nhờ nó mà mình có thể yên tâm phát biểu trong mọi cuộc họp. Cuối cùng là ngoàm gắn TV được tích hợp điều chỉnh góc nghiêng sẽ dễ dàng và phù hợp với mọi loại màn hình hiển thị. Bên cạnh chất lượng hình ảnh, chất lượng đường truyền cũng cần được đầu tư để những buổi online meeting hoặc là brainstorm được diễn ra trôi chảy, mượt mà
và không làm mất cảm hứng của mọi người trong quá trình lên ý tưởng. Lý do mà mình chọn đầu tư vào bộ định tuyến Virgo 2962 của Draytech là vì nó có thể đáp ứng đến 300.000 NAT section, 2.2 GB NAT throughput và chịu vận tải 300 user, nên đảm bảo đường truyền sẽ rất ổn định. Mặt khác thì ngoài các hỗ trợ tùy chỉnh như là skip login, landing page only, click through hay là various hotspot login, bộ định tuyến còn hỗ trợ tích hợp dịch vụ Wi-Fi marketing với các nhà phát triển Wi-Fi marketing hàng đầu Việt Nam như Meganet, Nextify, VN Wi-Fi, hỗ trợ nhiều kịch bản quảng bá thương hiệu, chương trình khuyến mãi hay thu thập thông tin của khách hàng. Thì mình nghĩ cái sự linh hoạt đầu tiên vô cùng quan trọng, đấy là linh hoạt về quản lý thời gian. Mọi người hay nói là tại sao một cái chị A, chị B này làm được nhiều việc thế? Đơn giản là bởi vì cái kế hoạch người ta lên rất là kỹ, đến từng bao nhiêu phút. Thì mình phát hiện cái điều là rất là nhiều người đang làm việc mà không nghĩ ra ấy, thì họ sẽ cứ cố gắng ngồi đó để nghĩ tiếp. Đừng có nghĩ rằng là thời gian nó là một cái chất rắn, tức là chúng ta không thể thay đổi, nắn bóp được nó. Với thì mình, chúng ta đều có thể nặng được, như là mình nặng đất sét, mình có thể di chuyển chỗ này chỗ kia để làm cho thời gian nó là của mình. Thỉnh thoảng thì mình tập yoga hoặc là chạy bộ trong lúc giờ làm việc, thỉnh thoảng thậm chí mình đi tắm trong lúc làm việc, hay là trong một cái cuộc họp mà nó căng và tất cả mọi người đều không nghĩ ra giải pháp, thì mình rất là hay gợi ý mọi người là bây giờ chúng ta có thể ra ngoài uống một cốc cà phê hay là trò chuyện với nhau đi để cho nó giãn cái ra. Thì đấy là cái sự linh hoạt về cái quản lý thời gian. Trong tất cả các hoạt động vừa nhắc đến thì mình thường làm nhất là chạy bộ, vì nó vừa giúp duy trì được sức khỏe tốt, vừa giúp cơ thể giải phóng hormone endorphin khiến tâm trí sảng khoái hơn và tái tạo năng lượng. Nhắc đến chạy bộ thì mình khá thích chương trình thiết kế độc quyền Sprint 8 của chiếc máy Horizon Omega Z Treadmill của Johnson, và đặc biệt là tính năng đính kèm thời gian bắt đầu và set tự động giờ kết thúc. Sau khi chọn chế độ phù hợp, cài đặt thời gian xong là tập được ngay. Trong lúc tập, tâm trí mình hoàn toàn được thả lỏng mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Hết giờ thì máy sẽ tự động phát tín hiệu. Nhờ vậy mà mình có thể quản lý được quỹ thời gian theo mong muốn. Ngoài ra thì máy cũng hỗ trợ kết nối Bluetooth, cho phép kết nối các phụ kiện như đai đo nhịp tim và đồng bộ dữ liệu luyện tập với các ứng dụng luyện tập thông minh như Fit Display, Zwift, KinoMap và AdZone, giúp việc luyện tập trở nên thú vị và không còn nhàm chán. Bên cạnh những chương trình tập, mình cũng khá ấn tượng với thiết kế siêu tiện lợi của chiếc máy này, vì nó có hệ thống gấp thủy lực giúp gấp và hạ máy dễ dàng, và đặc biệt là không chiếm diện tích đặt để trong phòng. Còn cái linh hoạt thứ hai thì mình thấy cũng rất là quan trọng nữa, đấy là trong cách xử lý công việc. Chúng ta hay được nói rằng là một cái bài toán thì nó chỉ có một đáp án thôi, một đáp án đúng. Nhưng mà cuộc sống và nhiều năm làm việc thì dạy cho thì mình một cái điều là không, chúng ta có rất là nhiều đáp án. Đôi khi cái đáp án đúng là A, nhưng lại có một cái đáp án đúng hơn là B. Đó. Thì cái sự linh hoạt ở đây nó ở cái niềm tin rằng là mọi việc nó không phải chỉ có một đường để đi đâu, nó có rất là nhiều đường để đi. Thì cái tư duy là chọn những cái đường đi khác nhau đấy, nó sẽ quyết định cái sự thành công trong công việc rất là nhiều. Cũng nhiều người hay nhầm cái sự linh hoạt là cái sự tiện ấy, tức là mình hay kiểu như là tiện đâu làm đó, đang ở đâu thì sẽ làm ào một cái. Nhưng mà thì mình nghĩ là để linh hoạt được thì phải rất là cần cái sự chuyên nghiệp. Mọi người khi mà gửi một cái văn bản hay là một cái tài liệu ấy, là mọi người hay lấy điện thoại ra xong rồi chụp nhanh nhanh nhanh, xong nó méo, xong rồi cái mép của nó bị gấp vào, rồi nó bị ghim vào. Thì mình là cái người mà kể cả vào những lúc mình vội nhất á, mình cũng có trong tay những cái công cụ để mà mình scan để những cái tài liệu đấy gửi đi cho nó gọn gẽ, bởi vì cái sự chuyên nghiệp nó cho thấy được cái tâm của mình với công việc. Mình luôn mang theo những thiết bị có thể hỗ trợ công việc mọi lúc mọi nơi, chẳng hạn như chiếc máy scan cầm tay Mobi Office S410 Plus. Ưu điểm của máy scan này là có kích thước rất là nhỏ gọn và chỉ nặng 410g, nên nó không chiếm quá nhiều diện tích khi mang theo bên mình. Về tính năng thì máy quét Plustek S410 sử dụng công nghệ CIS, Contact Image Sensor, hỗ trợ phân giải quang học lên đến 600 dpi, độ sô màu 24 bit, nên khi gửi tài liệu đi, mình rất yên tâm về chất lượng rõ nét. Ngoài ra, nó còn nâng cao hình ảnh và tự động làm thẳng và xoay các trang, điều chỉnh độ sáng và cắt ảnh để giảm thiểu kích thước tệp và tăng độ chính xác OCR, DCR.
Thiết bị này còn có phần mềm quản lý tài liệu và xử lý ảnh đi kèm dễ sử dụng, giúp chuyển đổi thành PDF có thể tìm kiếm nhanh và an toàn, chỉnh sửa ảnh, xem ảnh ở chế độ thu nhỏ để dễ dàng định vị, chia sẻ tập tin qua mạng và có phần mềm nhận dạng ký tự quang học với độ chính xác cao. Về cách sử dụng thì Mobile Office S410 có nút thiết kế đơn giản với khả năng quét các dịch vụ đám mây phổ biến như Google, Picasa và Evernote trực tiếp. Một thiết bị khác thì mình cũng hay mang theo bên mình, đó là chiếc laptop gập 360 độ ZenBook Flip S UX 371 của Asus. Vì nó có thể sử dụng như máy tính bảng và không gây mỏi khi cầm một tay, nên dù ngồi ở bất kỳ nơi nào hoặc những nơi có không gian hẹp thì mình vẫn sử dụng được. Và có thể nói đây là laptop xoay có độ mỏng nhẹ nhất thế giới hiện nay, với độ dày chỉ 1,39cm và cân nặng khoảng 1,2kg. Ngoài ra, ZenBook Flip S UX 371 còn một tính năng nữa mà mình rất thích, đó là nó được trang bị màn hình 4K OLED cảm ứng với kích thước 13,3 inch, thừa hưởng đầy đủ các ưu điểm về độ đen sâu, tương phản cao, màu sắc rực rỡ, góc nhìn rộng. Đặc biệt là nó loại bỏ hoàn toàn hiện tượng hở sáng khi xem các nội dung có nhiều nền đen. Ưu điểm này hỗ trợ rất nhiều về mặt thị giác khi xem hình ảnh hoặc các video đã dựng. Thêm nữa là màn hình của ZenBook Flip S còn hỗ trợ cảm hứng với độ nhạy rất cao, giúp mình dễ dàng làm việc trực tiếp trên màn hình một cách tiện lợi mà không cần phải sử dụng đến bàn phím hoặc chuột. Trong cái công việc thì mình là người rất là coi trọng cái việc làm nhóm. Trong những cái dự án mà nó đi đường dài hơn và nó đòi hỏi một cái số lượng người tham gia lớn á, thì cái cách của thì mình luôn chọn là người đầu tàu. Tức là mình phải vẽ ra các cái định hướng, rồi tất cả mọi người có thể bàn bạc để trao đổi về ý tưởng ở cái giai đoạn đầu tiên. Thế nhưng mà thì mình không phải là người gọi là micromanagement, tức là mình không có kè kè để xem là mọi người làm việc đến đâu. Phải biết chia sẻ cái công việc và quyền hạn với những cái người làm việc chung với mình. Mình hay gọi công việc là sân chơi, mà mọi người hãy ùa ra, chơi đùa đi, để sau đấy mình sẽ nghiệm thu cái kết quả ở cái đoạn cuối. Tuy nhiên ngược lại thì mình cũng có một cái khả năng là nếu mà cái việc gì nó đến tay và mình có thể làm ngay trực tiếp thì bản thân mình cũng có cái khả năng xử lý đấy. Thì cái sự linh hoạt đấy nó ở cả việc độc lập lẫn việc làm nhóm. Mọi người hay nghĩ là khi mình điều hành một cái công ty hay là mình có một cái team rất là nhiều người thì mình sẽ gần như là chỉ có lên chiến lược thôi. Thế nhưng thì mình là cái người mà mình tin là phải có chiến lược rất là tốt, thế nhưng mà đồng thời cũng phải biết làm những cái kỹ năng rất là nhỏ. Thì mọi người sẽ thấy là thì mình có thể là người tự chỉnh những cái kịch bản, tự đăng một cái bài báo, hay là thậm chí là nếu mà cái podcast của mình nó có gì trục trặc thì mình cũng là người có thể tự tay ngay lập tức lao vào và chỉnh từng cái time code ở trên đó. Phải biết rất là nhiều cái kỹ năng khác nhau, đồng thời là cũng phải có cái công cụ hỗ trợ để mình có thể làm được cái việc đấy ngay tức thì. Khi làm những công việc chỉnh clip như thế này, mình sẽ lưu ý đến việc chuyển sang dùng chuột của Adata để làm cho lẹ. Bởi vì ưu điểm của con chuột này là bám rất tốt, nên khi cầm và dê chuột liên tục sẽ không có cảm giác trơn trượt. Khi đó tay của mình sẽ không phải ghì chặt, nên dù có dùng chuột nhiều thì cũng không gây mỏi. Đặc biệt là khi click chuột sẽ rất êm và không tạo nên tiếng click liên tục khiến mình khó chịu. Không chỉ riêng về chuột máy tính mà bàn phím của Adata cũng vậy. Khi gõ phím rất là êm, không nghe thấy tiếng lách cách, nên nó giúp mình tập trung hơn cho phần chỉnh clip. Ngoài ra có một điều mình rất ưng ý, đó là chiếc bàn phím này không xảy ra tình trạng bị nhiễu tín hiệu hoặc là dính phím, nên nó đảm bảo chính xác hiệu lệnh khi mình sử dụng các tổ hợp phím phức tạp trong quá trình thao tác. Ngoài ra, vì tính chất công việc nên mình cần lưu file rất nhiều, đặc biệt là khi làm việc ở studio. Vì vậy, mình luôn thủ sẵn ổ cứng ESD370C SSD của Transsion, đề phòng là khi cần có ngay mà không lo máy hết dung lượng. Có hai ưu điểm mà mình ưng ý nhất về chiếc ổ cứng này. Thứ nhất, nó được trang bị giao diện truyền tải USB 3.1 Gen 2 thế hệ mới nhất và được giao thức truyền tải UASB, mang lại tốc độ truyền tải tối đa lên đến 1050 MB trên giây. Ngay cả một tệp lớn 20 GB cũng có thể được chuyển trong vòng 30 giây. Thứ hai là nó cung cấp dung lượng lớn lên đến 1 TB, cho phép chúng ta có thêm không gian sao lưu, đồng thời có thể lưu trữ ảnh độ phân giải cao, video 4K và các tập tin đa phương tiện khác.
Việc luôn trang bị những thiết bị hiện đại và nhỏ gọn như thế này giúp mình có thể linh hoạt xử lý công việc và tự tin là dù đang ở quán cà phê, ở nhà hay là thậm chí đang ở trên xe ô tô khi di chuyển thì mọi việc đều diễn ra theo đúng tiến độ. Thì mình chọn ba cái từ là đa nhiệm, linh hoạt và kế hoạch để cho cái sự nghiệp hay là cái cách mình điều hành công việc. Nhưng thì mình cũng tin đây là ba cái từ rất là quan trọng với bất kỳ ai chứ không chỉ với mỗi thì mình. Mọi người sẽ thấy là công việc của chúng ta bây giờ chúng ta sẽ phải học cách làm rất là nhiều thứ. Chúng ta luôn phải đa nhiệm đúng không? Và để đa nhiệm được thì chúng ta phải linh hoạt. Linh hoạt từ cái việc là chúng ta sắp xếp thời gian như thế nào đến cái việc là cái tư duy xử lý linh hoạt ra làm sao. Và cái điều thì mình cũng thấy rất là quan trọng nữa là phải luôn lập cái kế hoạch chi tiết. Để làm sao? Để bạn không đi lạc lối trong cái suy nghĩ của mình. Cái chữ nguyện ý nó không quá là xa lạ đâu. Nó chỉ đơn giản là một cái trạng thái mình rất là gọi là phủ phê, thỏa mãn, thoải mái với những cái gì mình đang làm đấy. Thành ra sống nguyện ý nó không quá khó, nó quan trọng là bạn có cho phép mình sống nguyện ý hay không và bạn có đủ những cái công cụ để giúp cho bạn có thể sống nguyện ý hay không.